Mời các anh em đã quay trở lại với series Plants vs Zombies 2 Hero. Plants vs Zombies Hero thì cái Plants vs Zombies 2 thì có vẻ hơi chán chán một chút, nên mình sẽ đổi vị lái tàu sang Plants vs Zombies Hero. Thì hôm nay chúng ta sẽ quẩy Plants vs Zombies Hero nhỉ. Cứ thỉnh thoảng chúng ta sẽ đá sang cái này và ngó sang cái nọ để chúng ta có thể đổi khẩu vị hơn. Và mình cũng nhắc các bạn một chút là mình đang tham gia cuộc thi Samsung Sao 3 để đoạt giải để lấy một bộ loa Samsung về để có thể làm clip cho các anh em dễ dàng hơn, chứ không thì lúc mình thu clip mình toàn phải đeo tai nghe thôi. Ok, thì các anh em hy vọng là các anh em xem nhiều vào để cho mình đoạt giải. Ok, xin cảm ơn anh em. Rồi, nói thế thôi. What? Let mission. Rồi, gây 30 đam cho anh hùng. Chơi kiểu zombie đấy. Rồi, let's rock. Solar Flare vs Rust Bowl. Trời ơi em ơi, ôi trời ơi, tuyệt vời quá. Thì lâu lắm chúng ta mới chơi cái trò Plants vs Zombies Hero này. Thì có vẻ đổi gió một chút. Cái gì đây? Smashing Pumpkin. Smash Plant. À, nó giống nó. Sure. Một sao thì liệu rồi. Plant Blade. À, cái gì đây? Rồi, gọi hai bút. Gọi hai cây nấm ở trên cái đường ngẫu nhiên. Lên nào! Kêu qua mặt trời! Lên lên! Đúng rồi! Cái con nó kiểu đã hóa thành siêu nhân đỏ, siêu nhân mặt trời luôn. Úi giời ơi! Mày! Nhổ vào mồm! Lên nè! Rồi! Chúng ta đã được hai mặt trời tiếp theo. Cây gì đây? Cây này là Start of the Turn. Lên nào! Cây này tí nữa nó sẽ hóa thành động. Chết rồi! Nó bắn vỡ đầu mình rồi. Hay quá, cây này nó sẽ nở lên. Rồi, ôi mẹ ơi. Mày chết này con. Rồi, nở lên nào. Hạt giống. Biến đây. Team up quả này quả lê. Token. Nó chả có tác dụng gì cả. Start of the turn. Đu ba đam này, mày chết đi con. Zombie chích. Rồi ôi mẹ ơi, nó giết con quả lê của tôi rồi. Rồi ôi. Lại nữa à? Man. Lily. Flower blend. Bell flower này. Whole mushroom. Rồi, nó sẽ tự tăng công kích cho nó. Ok. Đưa lên. Mày đem bóng tao ạ. Ăn vả này con. Zombie chọc bia. Có 5 sức tấn công. Rồi. Mushroom. Đưa lên. Rồi luôn. Quá tuyệt vời. Mày chết này. Mày chết nữa này. Tuyệt vời chưa? Có quả pumpkin đây rồi. Pumpkin. Smashing pumpkin. Quả bí ngô bị diệt. À quả bí ngô ủ ơi. Nó hồi máu cho nó kìa. Kinh ấy. Cũng ra gì phết. Mày này. Mày này. Mà nếu anh em thích cái series này thì anh em đừng quên nhấn like, đăng ký kênh cũng như là ủng hộ mình trong suốt thời gian tiếp theo nha. Chỉ cần like, comment ngay phía dưới là bạn có thích game này không, và đăng ký kênh, ấn đăng ký kênh cho mình là được rồi. Ok, cuối lên ạ. Đó, mày chết rồi gì nữa. 3 đam nè, 2 đam nè, 6 đam này, còn 2 máu. Nào. Bỏ zombie ra đây, nó đang rối bời rồi. Cánh hoa rụng rời. Ui giời ơi. Squash. Squash. Chết mày đi. Ok.
nhổ vào người. Ôi trời ơi, nó giết tôi rồi. Rất ghê. Cậu bé đã tiêu diệt con nấm của tôi. Và bây giờ thì phải chết này. Sao nó vẫn chết rồi, nó thắng được đâu. Trừ khi là nó đóng băng tất cả cây rồi. Rồi, cây hoa lửa đã chiến thắng. Ok. Quyền đơn solo flare. Ngon chim. Ok, quest complete. Rồi, play mission tiếp tục thôi. Pop pop. Rồi đã. Nó đang xuống ngựa kìa. Ui. Nó đang sinh sôi nảy nở những cái con này. Kazam. Nó là con này với lại Infinity. Infinity. Rồi. Cái này là cái combo One Nut Mix Nut. Để play. Đi đây. A zombie. Mình không có gì cả. A zombie ghét. Không có gì luôn. Cả hai team. Ok. Pumpkin này em. Nó sẽ gọi trước. Ok. Trồng cây ở đây. Cây đấy sẽ nở ra gì đây? Ôi mẹ ơi, cơ bắp rồi. Ăn cú nam rồi. Úi dồi ôi. Đang thì mày sẽ chết ngay tại đây. Biến hình. Ui 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 ui. Onion ring. Cái vòng hạnh. Mỗi một quả mà lên trên tay thì nó sẽ tăng 4 năm. Không. Mày chết này. Đối với mỗi một zombie đối với mỗi một cây trên tay thì nó sẽ được tăng 4 sức tấn công. Mỗi tất cả các cây ở trên tay bạn sẽ được trở thành 4 sức tấn công và 4 máu. Tuyệt vời đấy. Tuyệt vời như thế này. Anti-hero này. Anti-hero là gì? Ui, anti-hero là hình như là xuyên giáp, nó bắn cả vào người mình thì sao ấy. Ok. Nó bắn thẳng vào người mình này. Chết mày đi. Tuyệt vời. Lại được Pumpkin Smashing rồi. Rồi, quẩy lên nào. Nhổ vào đầu. À, chẳng chết chắn ạ. Nhổ vào đầu. Cái kia nở hoa đẹp. Ui, đi đất. Con này ở trong Anti-hero 4. Rồi. Con này là Anti-hero 4 là sao? Nghĩa là cái đường nào mà nó không có zombie thì chúng nó sẽ được cái à? Không có zombie chúng nó sẽ được tăng 4 đam. Thế cơ á? Kinh nhờ, chết luôn. Thắng. Blend win. Ok. Một tiếp thôi. Ui, Solar Private Brain Freeze. Đóng băng não. Kinh chưa? Rồi, ui, đào điện tử. Zavicon. Moss Ball. Nghe nghe mày. Moss Ball. Yeah. Một phát vào mồm. Hai phát vào mồm. Sao bảo bạn sẽ được đấy mà. Start là một tơn này. Cộng một mặt trời trong một tơn. Thích kể nghe. Try throw. Úi dồi ôi. Hit on blend here and the blend hero.
nghĩa là nó xuyên giáp anh em ạ. Nó bắn một phát là xuyên tất cả hero luôn. Chết. Đầu chắn rồi, tất cả dạng ôi tất cả blend trên này trừ hết nó đi rồi rồi tâm đi play. Chết rồi con. Quẩy lên. Lại con loa tiếp này. Thì cái trò thẻ bài này không chơi được nhiều nên là mỗi... Mày chết chưa? Cắm cờ zombie. Tôi chết rồi. Oh man. Đau quá à. Cái trò không chơi nhiều nên mình chỉ chơi đến khoảng trên 10 phút là mình dừng lại thôi. Khoảng gì đây? Kia cắp. Quen nó đi cho mấy cái năm. À, nghĩa là con này mà chết thì nó sẽ thả ra một con được. Tiếp sẽ có lợi nhé. Rồi, quay lên. Phát này. Rồi. Sunburn. Tuyệt chiêu mặt trời đốt cháy. Diễn hai đam. Tao giết mày luôn này. Tiến lên. Flamer. Chết. Chết. Con này mà bị tiêu diệt thì nó sẽ biến hình thành một con khác. Quả lê gấu vậy. Nào, squat sẵn sàng giết người. Mày láo này. Đi chọi zombie này. Chết rồi. Một con đi. Ở đâu nó trả lại mình tại trái lên trên tay. Trả lại trên tay. Xấu. Rồi. Pumpkin. Yes. Em đi trước. Chết rồi. Pumpkin này tiêu diệt nó. Nó chết rồi, chắc rồi, nó chết chắc luôn. Bảo vệ đi. À, bảo vệ à. Này. Đừng nói là. Ôi chết rồi rồi. Rồi ôi. Không mắc hết rồi. Đây con đang chết tan nặng. Rồi mày, bây giờ mày đỡ kiểu gì đây? Bây giờ mày đỡ kiểu gì? Nào, bây giờ mày đỡ kiểu gì? Mày hết phát thôi. Tạm biệt. Úi giời ơi, ngã sắp mặt. Ok. Ở lúc tôi xong đi mission. Dr. Zambot muốn bạn chơi ở chế độ zombie. Bạn kiếm text. Nào, đi đây. Chắc chúng ta sẽ chơi zombie thôi. Chúng ta sẽ đóng vai vào zombie và thử nha. Ờ, không có gì à? Đây, zombie mission. Zombie mission. Cuối cùng thì người đã ở đây. Chào mừng đến Jetech. Đầu não công ty đầu não Jetech. Join me. Better at the BBQ. Một thôi. Rồi, Brain. Super Brain và Green Shadow. Chắc là mình sẽ thắng rồi. Bởi vì mình đánh con... Yeah. Rồi. Drum Magic Major. Người drum. Movie Zombie. Mốc Zombie. Anti-hero. Anti-hero. Quất nó. Đấy. Khi không có con nào thì mình sẽ lên được 4-3 nam nữa. Zombie chích không có gì đâu anh ơi. Không sao cả, mình tính thôi.
Never fear. Let play. Xem nào, mình sẽ dùng chích. Ôi dồi ôi. Nó bắn đạn ánh sáng. Đạn ánh sáng. Ôi dồi ôi. Đi ạ, đổi ra đi ạ. Xem ra đây nhá. Ôi dồi ôi, ngon chưa. 5 tấn công nhá. Ăn đá này. Rồi. Đi đây, Shuriken. Destroy Blend, ra thật 5 mỏ mỏ. Blend. Zombie go first. Zombie. Zombie đi trước. Xong rồi đến lá cây. Xong rồi zombie có thể thay đổi bằng cách sử dụng thủ thuật. Brain này. Muốn làm gì phải làm đi. Zombie chick này, bonus attack. Ăn nào. Rồi. Rồi, đẩy nó sang bên này. Rồi đó. Quá hay, bonus attack. Úi dồi ôi. Ok, đây giờ zombie đây rồi. Zombie về Gravestone. Deadly là cái gì đây? Destroy any blend dễ hơn. Ui, con này mà chạm vào con nào phát destroy luôn. Tiêu diệt luôn. Cái mộ, mình nghe mà. Nào, tiêu diệt nào. Lính chi đập công ơi. Free zombie kìa. Nhảy sang đây. 5 tấn công. Có thu khả. Lấy 2 lá bài nào. Chết. Cứ bình tĩnh, mình chắc chắn sẽ thắng thôi. Rồi, thả tiếp. Mày làm sao? Mày làm sao? Đánh nhau với tao á? Thế à, ghê quá nhỉ? Không có gì đâu, đánh cái gì? Có vẻ hơi căng rồi. Chắc chắn chết luôn. Ok. Ba hàng rồi. Bây giờ chúng muốn sống ra không? Mày chết. Mày chết. Tiếp diện đó. Ok. Kaboom! Nó ngất rồi anh em ơi. Zombie win. Ok. Collect. Tuyệt vời rồi. Ok. Thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì anh em đừng quên nhấn like, comment ngay bên dưới và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt. Ồ, ngon quá. À, thật là tuyệt vời. Ồ, nó quá rồi. Bây giờ phải đi về ngay thôi. Yeah, anh đã xong rồi. Hóa ra là người đưa thư thôi. Bây giờ anh sẽ ăn thử những viên kẹo anh nha. Wow, thật là háo hức. Đâu hết rồi. Tại sao lại như vậy? Ôi trời ơi, không biết là ai đã gây ra cái